Xin chào tất cả các anh em nha. Video này hướng dẫn cho tất cả anh em tham gia chương trình này góp điện form nhận tóc cần có ký hiệu là Coco. Để tham gia dán các bạn click phần link mô tả, mình mở một cái trình duyệt cho tất cả các bạn. Đây thì khi tham gia dán các bạn theo thông tin thì mình không biết nhận bao nhiêu tóc cần, nhưng mà nó nói ai góp này mình sẽ nhận được chỉ giá là khoảng 25 đô nha tất cả các bạn. Một tóc cần này đã list lên sàn Uniswap. Chạy trên nền tảng với John nha tất cả các bạn. Thì nhiệm vụ đầu tiên các bạn join vào kênh Telegram group nè, channel đó nè. Nhiệm vụ thứ hai các bạn join vào kênh channel của nó nha các bạn. Rồi nhiệm vụ thứ ba các bạn follow Twitter và retweet nha các bạn. Nhiệm vụ thứ tư các bạn follow Twitter và retweet luôn. Đây thì làm tiếp nhiệm vụ thứ tư cho các bạn xem nhé. Rồi các bạn chỉ việc follow và retweet nữa các bạn. Wow, rồi các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi các bạn chờ lót các bạn. Rồi các bạn lướt xuống các bạn. Này là nó nguồn airdrop của thằng WBN nên ta. Rồi các bạn like các bạn, đi. Hôm nay mình mới đi tiếp bài này nữa. Rồi các bạn lướt xuống các bạn đi tiếp cái bài dự án của nó nha. Các bạn. Rồi các bạn test lại cái bình luận nè. Rồi các bạn, bắt đáp lên các bạn. Các bạn làm airdrop các bạn đừng nôm nha các bạn. Có tôi cần này nọ đủ khi những tôi cần nó phân phối thì giá rẻ lắm, các bạn cứ để đi nha các bạn. Rồi sau khi làm xong hết cái nhiệm vụ đầu tiên, các bạn mở cái Telegram của mình ra nè. Bạn lấy Telegram, mình hướng dẫn bạn lấy Telegram luôn của anh em các bạn. Các bạn mở với Telegram mình ra nè. Các bạn nhập vào ba chỗ gạch nè, các bạn nhập vào setting nha các bạn. Rồi các bạn lấy của anh em Telegram. À cho ai góp tôi cần nó về một cái giá lên dục ngại không bán, tiềm năng để đó. Rồi các bạn mở theo quơ ra, lấy theo quơ vài bữa sau nó xuống Mỹ dưới đáy biển chứ. Còn nhiều gian thì nó mới vừa về như gác vậy, để gần tháng sau lên như vàng vậy. Hiểu không nổi luôn. Thử gạch này các bạn. Các bạn nhấp vào là username ở chỗ này các bạn. A cộng win về này là hết chính. Rồi các bạn mở lên nha các bạn. A cộng win về này là hết chính. Selling you bot did I drop. Rồi các bạn dòng này nè các bạn. Cái dòng airdrop của nó nè. Hết không ta? Các bạn copy như thế bạn. Các bạn copy nhiều quá các bạn tự quýt không có được nha các bạn. Rồi các bạn copy nè, sao chép nè. Rồi các bạn mở ra nha các bạn. Đứng luôn. Rồi các bạn nhấp vào đây nha các bạn, theo chỗ cộng nè. Đó rồi các bạn bắt vào đây nha các bạn. Bạn dán vào nè. Rồi bạn đăng test nha các bạn. Đâu ta. Rồi tất cả anh em đăng test nha. Rồi sau khi tất cả anh em đăng test xong, anh em nhấp vào trang cá nhân của mình nè, vào một hồ sơ nè. Vào một tờ quýt nè. Đó, các bạn lướt xuống các bạn. Các bạn bấm vào chia sẻ nè. Các bạn bấm sao chép liên kết nè. Rồi các bạn bắt up lên nha các bạn. Rồi các bạn chạy vô form nha các bạn. Shit. Rồi các bạn chạy vô form nè. Chỗ này nè các bạn. Đừng nên tắt nguồn luôn. Khoan các bạn chờ một chút các bạn hấp pin. Rồi các bạn mở dưới cho link ra các bạn. Chỗ ghép phơ này các bạn là ghép phơ username của mình. Các bạn ghi giùm mình A cộng anh 1113 nha các bạn. Bạn mở dưới cho link ra nè. Đâu ta. Các bạn chờ một chút nha. Hết bà hết pin để mình sửa thử các bạn. Rồi các bạn nhập vào một reset nè. Tắt nguồn rồi chết luôn. Rồi bạn copy lên nha các bạn. Copy dòng này lên.
Rồi cho bạn mở ra nha bạn. Bắt vào đây. Dạ, phải em hấp pin. Bỏ cho. Rồi cho bạn vậy dự án bên đây kết thúc. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.